Tại Mexico, ông trùm ma túy khét tiếng José Antonio Ypez cũng vừa bị bắt giữ. Trong chiến dịch này, Bộ Tư pháp Mexico cũng giải cứu một nữ doanh nhân bị ông trùm bắt cóc. Một kho vũ khí khổng lồ cũng được tìm thấy trong cuộc đột kích. Được biết đến rộng rãi với biệt danh El Maro, nghĩa là búa tạ. Ypez là thủ lĩnh của băng ma túy Santa Rosa de Lima với địa bàn chính ở miền trung của Mexico.